Đây là ớt gà sẽ còn mấy cái xương sụn với là mấy cái xương. Bây giờ mình sẽ sơ chế cái ớt gà này ra, mình sẽ lóc lấy cái thịt ra, bỏ mấy cái xương này ra nha. Đây còn 2 miếng nữa là hết rồi.
là câu cá dưa hồng nha, mình sẽ đưa ông táo về trời thay thế bằng con cá chép, bằng con cá dưa hồng chiên giòn sốt chua ngọt ha. Và đây là cái là tất cả các loại rau, ở đây là hành lá hay là cái rau giúp cá để mình ăn kèm. Bây giờ mình sẽ sơ chế con cá này, mình trước tiên nó rất là có nhiều nhớt, mình sẽ cho vào một chút giấm nha. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ lật cái mấy cái này, hồi nãy mình cắt một cái ức gà ra, mình nấu cái này ra, mình lấy cái thịt ra một lát mình làm, sẽ làm cái gỏi chua cay của thịt gà nha. Gỏi hành tây gà chua cay cũng rất là ngon. Bây giờ mình đã lấy ra xong hết trơn rồi, còn được mớ thịt gà ha. Thì bây giờ mình sẽ sơ chế cá, mình thấy cá bây giờ nó không có còn nhớt trơn nữa. Mình sẽ để luôn cái này luôn nha. Sẽ để luôn đuôi luôn như vậy hết. Mình thay thế con cá dưa hồng bằng con cá chép bằng con cá dưa hồng mà cởi táo đi về trời. Bây giờ mình sẽ khứa cá ra nhiều lần. Giờ đây là bột chiên giòn nha. Bây giờ mình sẽ chiên giòn lên cá như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiên cá. Cho dầu nhiều, hơi nhiều nha. Mình để cho dầu nóng lên rồi mình sẽ cho cá vào. Ok, bây giờ dầu nó nóng rồi, mình sẽ để ra cá đi chiên. Mình
trong thời gian chờ cá thì mình sẽ làm nước sốt cho chiên, gồm có tỏi nè, chiên cà, giấm và đường nha. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào. Tỏi bây giờ cũng hơi vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho chiên cà vào nha. Rồi mình sẽ tiếp tục cho giấm vào. Vậy cho cái hỗn hợp này nó tan đều ra đi. Tiếp tục cho vào 2 muỗng đường, 4 rưỡi. Sẽ cho dạng tiếp nước. Nước sốt rất là ngon luôn. Rồi nước sốt hơi sôi lên, nóng lên sôi lên là tắt bếp luôn. Như vậy là được rồi, mình tắt bếp nha.
món cá cá điêu hồng giả, cá chép đưa ông táo gì về nha, rất là ngon luôn ha.